Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox The Flux Escape. Thì đây là cái game event cuối cùng mà mình chơi. Xong cái này đó là ngày 15 tháng 8 là mình sẽ có được một cái cánh. Cái cánh của Faker hay là cái cánh gì đó. Cánh đó nhìn rất là đẹp đó. Thì nhiệm vụ của mình đây là tìm cái Hidden tìm cái vật tìm cái bài da màu đen ấy đó, tìm cái bài da bí ẩn màu đen nè. Rồi sau đó là mình sẽ sưu tập 4 cái bài da màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu vàng và sống sót trong cái trận đó luôn đó. Chỉ cần hoàn thành hai cái nhiệm vụ đó là được. Nhưng mà hiện tại bây giờ ba cái room của nó đều là room nào cũng chơi hết rồi. Cái mà nhiệm vụ gì ta, nhiệm vụ mà đi lượm bốn cái đó đó. Đó, là mình đi theo cái đó là làm theo teamwork á, là chơi theo đồng đội á. Bởi vậy thắng hay không á là do đồng đội mình á. Chứ một mình là không thể nào mà khó thắng được cái trận đó lắm, tại vì nó có đếm thời gian nữa. Không biết cái trận này mấy thanh niên này chơi xong chưa ta, để coi thử xem. Ôi. Hai thanh niên đi lấy cái blood, cái bay da màu đen kìa. Ok, xong trận rồi. Ủa, còn một thằng nữa mà. Rồi hết trận rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đợi vô trận thôi, 15 giây nữa. Rồi, vô trận rồi. Để coi mình lần đầu tiên mình có được mình có được đẩy vô trong cái cổng teleport không ta. Nếu như mà vô được cũng mừng ấy chứ. Bây giờ là phải đi mở mấy cái này trước. Ây da, thanh niên này có cái Gravity Coin mà sao không sử dụng. Bắt mình chạy nhảy lung tung hết, mình có Gravity Coin đâu. Mới thắng còn trận à. Gravity Coin như thắng 6, 7 trận, 8 trận gì đó mới được. Ok, vô rồi. Hãy cầu bác bây giờ cái trận, cái map thứ hai á. Có thể là cái map của cái có thể là cái map liên tục của thằng này, hoặc là cái map teleport nó sẽ chuyển mình sang chỗ khác. Cầu mong là cái map teleport đi. Rồi, đi thôi. Oh man, map bình thường. Chà. Thôi kệ nó, cứ chơi đi, khi nào mà nó tới rồi tính tiếp. Rồi, đi với mấy thanh niên này sợ chết mồ. nhiều khi đang đi đạp mình phát mình không hiểu tại sao mình chết. Ấy. Mình chơi map easy nên là mấy cái này cũng khá là easy. Chơi map 2, chơi map medium với map hard á, nó mới đuối. Ok. Để mấy thanh niên này có cấp độ speed hết rồi, mình làm gì có cấp độ. Ây da, lũ lên rồi. No. Cứ cực từ. Chừa đường cho mình đi nữa. Đây, cái này dễ bị dụ nhất nè. nhiều người chết là về khoảng này không đó. Bởi vậy leo là leo hướng này mới đúng, đừng có để bị dụ. Ôi chết trời, chết rồi. Đúng là mình bị dụ thiệt. Phải leo hướng này mới đúng. Ham hố mấy thanh niên kia, ham hố, mình cũng ham hố leo lên trên kia chứ. Mém chết. Ok, win. Ấy, bây giờ là xuống như này coi như là mình đã mở được cái cửa thang máy, coi như là mình xong rồi đó. Đây, cái cửa thang máy đây. Rồi, xong, một bên. Ấy! Một bên xong rồi cùng. Rồi, xong luôn. Yeah. Mới vô là thắng được một trận rồi đó. Số trận win lên được 2 rồi nè. Ok, hiện tại giờ bên này nó đang có một cái khá là trống đây. Nói chung vô bên nào cũng được, bên nào nó cũng sẽ có cái cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên cái cổng teleport thôi. Có nhiều khi mà hai trận nó ra cùng một cái cũng có nữa. Rồi, ok. Đúng là map khó, cái gì nó cũng khó. Khó cực kỳ luôn. Buộc là mình phải cẩn thận để mà đi nè, chứ không cẩn thận là cái SML rồi. Còn một cái nữa. Oh, wow. What the hell? Bắt mình đi theo chiếm biết nữa.
Đúng là mấy cái map này mình không thuộc, mình không thể nào mà mình đi được, mình phải toàn đi theo mấy mấy thằng kia không. Ok qua được rồi. Còn mong là map sau là map event. Cái cổng teleport, chỉ cần cái cổng teleport thôi, không cần gì hết. Ok, cổng teleport thiệt luôn. Wow. Ấy thì bây giờ là mình sẽ là teamwork trước, rồi sau đó mình sẽ đi lấy cái kia sau. Teamwork rất là quải bằng cách là mỗi thằng đi mỗi cổng. Chia ra đi, chia ra đi, đừng có đi theo. Ôi, nhảy mấy cái này dễ đuối lắm luôn á. Ôi, mấy thanh niên này đi theo mình chứ không biết nữa. Ok, có thể là mình sẽ lấy được một cái. Rồi, lấy được rồi. Mình hoàn thành được một cái rồi. Mấy thanh niên này không thèm chia ra luôn. Ok, còn hai cái nữa thôi, còn hai cái nữa là mình sẽ xong xong cái event, xong cái nhiệm vụ Loki. Thằng này chưa lấy nè. Oh shit. Cái đường đi lên đâu? À, phải nhảy xuống đây hả? Căng nhỉ. Ấy, lũ lên rồi đó. Lũ 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 nó ở dưới lên rồi đó. Mình không thể nào mà mình rớt xuống dưới được, mình mà rớt xuống dưới là mình sẽ chết liền luôn. Ok, hoàn thành được hai cái rồi. Còn cái nào nữa? Oh wow, xong luôn rồi. Yeah. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được một cái nhiệm vụ đầu tiên luôn nha. Một cái event đầu tiên. Ta-ta. Xong một cái. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái thứ hai. Cái thứ hai mình chắc của mình cũng phải đợi vô cái cổng teleport đó mới được chứ. Tại vì bao nhiêu cái nhiệm vụ nó cũng đều nằm ở trong đó hết. Vô luôn. Ok. Nói chung là bây giờ mình làm cái gì đó càng nhanh càng tốt. Ủa? Ý, hướng đi đâu vậy? À, ôi má ơi, phải leo lên cái chở lên hả? Còn gì khác không ta? Ê, ê, nó. Oh, shit. Oh, cái map này không thuộc luôn á. Cái map đó là không thuộc luôn á. Không thuộc là không thể nào mà chơi được. Ok, bây giờ đợi xem còn cái chỗ nào mới nữa không. Còn cái chỗ nào mà nó trống trống á thì mình sẽ nhảy vô. Nãy giờ là chơi map easy với map hard không á. Map medium là chưa chơi được một lần nào. Rồi, ok, có rồi. Bây giờ mình vô đây thôi. Đấy. Đợi vô trận thôi, 7 5 giây nữa là 5 giây nữa là sẽ vô. Bây giờ nó mà xuất hiện ra một cái map, cái cổng teleport nữa á, là mình sẽ đi lấy cái Black Bayer màu đen bí ẩn ấy. Nó chỉ duy nhất chỉ có cái đó là nó bí ẩn thôi. Que nhảy đâu nữa? À rồi, thấy rồi. Mấy thanh niên này đừng có nhảy theo mình nha. Nhảy theo mình sợ lắm luôn ấy. Sợ bóp giấy không chứ không có sợ gì hết đó. Ok, vô được rồi. À, để coi thử. Ờ, còn một thanh niên nữa hả? Rồi, vô luôn. Vô. Trời, đừng nó đi cái đó nó bật cái phát. Ủa, hai thằng luôn hả? Ủa, tưởng còn thằng chứ. Rồi, ok. Oh man, không phải cổng cây bọt rồi. Số nhỏ luôn. Ủa, đi lên hay đi xuống? Wow. Ok. À, đi hướng nào nữa? Chắc chắn là nó sẽ có một cái hướng nào đó để cho mình đi lên nè. Khoan đã, để đi qua bên kia thử xem. Không phải hướng này thì chỉ còn hướng này thôi chứ còn chứ hết hướng rồi đó. Ơi, qua được rồi. Thắng nãy giờ được 3 trận rồi đó, hoàn thành được một cái event đầu tiên. Cái này hướng lên đâu? À, thấy rồi.
này phải thắng 12 trận mới có được một cái Gravity Cone. Ui. Ôi, what the hell? Ôi mình đụng gì mình chết vậy? Holy shit. Hay cần chứ. Ý, 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 có cái, rồi, ok, có cái game E-Ready nè, yeah, bây giờ vô thôi. Cố, mình còn mong là cái map này nó sẽ là cái map event. Nó sẽ có cái cổng teleport, để mà mình làm tiếp cái cuối cùng. Cái event còn lại. Ok, vô được rồi. Chơi này hơi bị rung tay thôi chứ. Cực kỳ rung tay luôn. Để coi một. Ok, còn một thằng nữa. Rồi, xong. Còn nghiệp thanh niên luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi lấy cái bay da bí ẩn nè. Cái bay da bí ẩn của nó sẽ nằm ở đây. Đây, đấy, bây giờ bí ẩn đây, lọt vô đây là sẽ có một cái bây giờ bí ẩn. Đây, nó đây nè. Nhưng mà mình cũng phải hoàn thành được cái obby này mình mới gọi là thắng. Ok. Yeah. Ui 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 ui, từ từ. Woo, yeah, qua được rồi. Qua được không? Qua được luôn, qua luôn, qua luôn. Ok, mình đã hoàn thành được xong cái nhiệm vụ của cái game này. Hai cái event là mình đã hoàn thành xong hết rồi đó. Xong event. Ok, bây giờ mình sẽ đi hoàn thành luôn cái này luôn. Hướng nào ta? À hướng này hả? Xong event rồi, mừng vãi. Không còn phải lăn tăn về cái vụ event này nọ nữa. Oh no 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 no, rồi chết. Rồi, không sao hết, coi như là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ này đi. Rồi ok, thì chắc mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thấy thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.